THOL Gym quận 7 là một bánh ghép kim cương hoàn hảo vào dự án tứ trụ BBT Building mà cá nhân tôi đã dày công vun đắp sau 10 năm khởi nghiệp. Tòa thành này đúc kết những gì tinh hoa, đẳng cấp và toàn diện nhất, tham vọng của ngành súp và gym mà chúng tôi muốn truyền tải đến cộng đồng, khách hàng và fan hâm mộ luôn theo dõi, đồng hành cùng BBT. Một chữ nhất đời phim. Em lộng lẫy ven đôi bờ cỏ lá, đẹp dạng người hấp dẫn nhất khu Nam. Anh say tình trong phút chốc tham lam, rất vội vàng mộng trăm năm tròn kim. Em đứng tiêu xa đấy đã vượt nhịp, số tình anh vào bến độ mênh mông. Đang cấm đi đâu mọi thứ rất ngông, từ thiết bị con người rồi nỗi thân. BBT chim nữ trao tình chàng BT thực thụ, chàng giao án miệt mài ngày đêm đệ nhất building tiên bước kiên cường, sừng sững giữa trời dựng sáng một phương. Thêm lòng lấy trong bàn tay chim chúa, uy nga trang lệ quên ngày xưa rừng rúa. Quá khứ qua rồi giờ đây là cú đúp, chúa tể nghề chim ông hoàng ngành súp. Suy nguyên tiên phong người CEO ngạo nghề. Chung làm Home Gym Luxury có một cái máy Apollo 7.4 nằm trung tâm là cái như nó là ok rồi đó. Chim phố đế đời ngàn năm không mất, tuyệt học thể hình sự nghiệp lưu danh. Học viện Home Gym độc nhất mình anh, tòa lạc trên cao chim trệ uy nghiêm. Tâm kinh được viết bằng tâm huyết trái tim. Chim nữ trao tình chàng bí ti thực thụ, chàng giao án miệt mài ngày đêm không ngủ. Đệ nhất building tiên bước kiên cường, sừng sững giữa trời dựng sáng một phương. Thêm lộng lấy trong bàn tay chim chúa, uy nga trang lệ quên ngày xưa rừng rúa. Quá khứ qua rồi giờ đây là cú đúp, chúa tể nghề chim ông hoàn ngành súp. Duy nguyên tiên phong người CEO ngạo nghề. Thủ thiêm phú mỹ ta nâng tầm kinh tế, quận hai nhà bè kết nối mạch giao thương. Hot Dream khu Nam là điểm sáng, đất nước đổi thay người xa có thấy. Sài Gòn bây giờ mới là Ngọc Viên Đông. Thủ Thiêm phú mỹ ta nâng tầm kinh tế, quận hai nhà bè kết nối mạch giao thương. Hot Dream khu Nam là điểm sáng, đất nước đổi thay người xa có thấy. Sài Gòn bây giờ mới là Ngọc Viên Đông. THOL Gym quận 7 cũng là dự án lớn cuối cùng để khép lại nghiệp đế vương của BBT sau giai đoạn 1. Kể từ đây, chúng tôi sẽ đặt ra những mục tiêu cao hơn, đẳng cấp hơn cho tham vọng phát triển súp và gym của cá nhân tôi, CEO Duy Nguyễn
và tập thể gia đình BBT ở những giai đoạn phát triển tiếp theo. Tây Tiến.